Lời đầu tiên em nói nghe nè, cái giọng đó là giọng của Tóc Tiên, giọng của ca sĩ. À, mình là nghệ sĩ hài, mình cứ nói nó chàng chạc đi, nó dễ thương hơn. Không phải, nhưng mà bây giờ nè, 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 dạ em cháu xin nè, em đợi cháu hút nha, bà con quý vị ơi. Giống như Bảo Anh nói thì mình cảm giác thôi Bảo Anh hả? Ừ. Ừ thì em có cảm giác là có thể bài này hát hay. Trang ơi, cái người ta đẹp đó người ta dẹo dễ thương lắm, đúng không? Mình không được đẹp mình dẹo nhìn thấy ghê. Vũ ơi, thay đổi gì đó Vũ? Không. Không, không gì, không gì. Thôi đừng, đừng, đừng chặt lại em. Không gì. Không, chị đẹp lắm, em Vũ xin lỗi ơi. Em không biết chị đẹp. Từ đây đến cuối chương trình còn vài chục phút lận Vũ. Nhạc vô, âm nhạc vô. Đừng Giang nhảy. Nhảy đi, Giang nhảy Giang. Nhảy Giang. Sơn à, Sơn nên suy nghĩ của mình nha. Tại vì theo như Trang nghĩ thì cô này hát hay đấy. Em theo chí Thiện. À đẹp đúng không? Đẹp. Ừ. Đẹp là được. Vậy sao nãy không mời Thiện về nhà mình? Hồi nãy Thiện chọn cái đó rồi, mình phải có giá chứ. Rồi cuối cùng mình cũng thốt lên là theo chí Thiện, cũng đu theo hàng xóm vậy thì giá của mình để đâu? Là mình ở đây mình theo hàng xóm chứ mình không thể để ở trong nhà mà hại nhau như Trấn Thành. Hiểu không? À, tức là một mình cô ấy cô bắn hết tất cả mọi người đó. Thu Trang hát câu này rất hợp nè. Em đi xa quá. Hát coi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Cái nhạc trẻ mà hát qua, lái qua dân ca trữ tình. Cái mặt này á, là mặt thiếu nợ nè. Nếu mà nhìn kỹ á, thì mặt Thu Trang mặt kia hao hao luôn á. Thành ơi, lần này đẹp trai đó. Chú đẹp là sao hả? Em ơi, nó nghe là Khanh nó còn nhỏ lắm, em hốt luôn hả? Chị qua đây. Em cứ ở yên đó, thế nào chị cũng qua. Trời ơi, có bằng lái nhưng mà A1 thôi chứ. Không, không, mới bằng lái xe Honda à. Sao? Bài này tự động, bấm nút bài này. Nó bài tự động thôi. Cô này là một người hát hay. Tại sao? Tại cổ đẹp. Với thân hình này thì em tin là giọng của bạn này sẽ rất mạnh. Chị đồng ý với em, bởi vì em đẹp. Tình đưa đến thiên muôn vàn cơn gió đông, dễ buốt lòng. Đường đi vẫn muôn trùng, hận không thể yêu em yêu suốt đời. Đành lòng để con tim này là về nơi chốn xa xôi. Làm Trường bối rối. Em có cảm giác giống như anh Lam Trường. Nãy cú đá thấy không? Chết đó, anh phải giỡn. Anh Lam Trường nói là anh Lam Trường cũng có võ. Rồi. Anh Trường. Hả? Hồi xưa là anh học bên võ chanh hay võ quýt. Rồi, thật ra thì anh thấy bạn này sẽ là người không phải là người hát hay. Công nhận là anh tinh tế. Thấy bạn này không hay lắm. Sao Trang? Thì không hay thôi. Không hay, không thể hay. Thế nào hay được? Thế có người như vậy, cái đùi to như vậy thì làm sao mà hát hay được? Không thể hay trời, đó là làm sao được? Đầu tiên là cho em được gửi lời chào anh Đại Nghĩa. Em chào anh Trường Lan, em chào chị Âu Thanh Vân. Em chào anh Trần Thanh. Chào tất cả mọi người. Đây là một chàng trai rất khéo và chi tiết. Các bà má em phải hãnh diện về em lắm. Dạ, em chọn Bùi Anh Tuấn. Hay quá. Trời ơi, vô đẹp trai mà vô hát hay nha, chịu nổi, không nổi, không nổi. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền, ok. Là mỹ nữ đã có điểm chung với nhau rồi. Sơn với Trang là về một cặp được rồi phải không? Sơn Trang. Lên núi ở luôn đi. Bây giờ tôi không biết tôi đang sống trong cái đội gì mà cứ một người hễ đẹp là hát hay, còn một người hễ miết ngang miệng là hát hay. Trang ơi Trang, em đã đánh mất chính mình rồi Trang à, em không còn là em nữa. Đây là một kỷ nguyên mới. Thu Trang sẽ làm cho trai đẹp siêu lòng vì Thu Trang. Ok.
ca bí ẩn số 2. Dễ thương quá à. Dạ, đối với em đẹp là được. Cái này thì Thu Trang đã giữ rất là vững phong cách của dạ. chúng mình. Đây, nói mâu thuẫn, đẹp là được phải lấy tiếng lực. Đâu mắt tôi trọng đẹp, mắt cười người á. Đâu mắt tôi là tiếng lực đẹp, trường gian xấu. Đơn giản vậy thôi. Tôi không đẹp, tôi không hay gì hết, nhưng mà tôi có trái tim chân thành. Tháo nào bạn ấy lựa chọn tiếng luật, lựa chọn sai lầm nhất. Ủa cái gì nữa vậy? Không, à không, tiếng luật đẹp chứ. Người ta là mặc V-Line, mặc bạn là mặc vali. Là một cái người hơi làm biếng. Lý do là sao? Tại vì tôi thích. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nghệ sĩ hài Thu Trang với một ca khúc chưa biết. Ca khúc gì về em? Lời đầu tiên em nói nghe nè, cái giọng đó là giọng của Tóc Tiên, giọng của ca sĩ. Mình là nghệ sĩ hài, mình cứ nói nó chằng chạc đi, nó dễ thương hơn. Không phải, nhưng mà bây giờ nè nè da em cháu xin nè đợi ca khúc nha, bà con quý vị ơi. Dạ phát bài gì không có thuộc? Duyên phận. Duyên phận nữa hả? Son. Hoài vậy? Son. Phận là... Mình hát nhớ bỏ dấu vô nha. Hát rồi cho em nghe cái đầu chưa? Em hát em bỏ dấu vô. Cứ nghe Son hát vừa rồi. Phận là bên làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sống lưng đường dài. Cặp nhà đeo đơn bày em chưa lớn đòi bài gánh nhọc nhằn tan 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 tan. Mẹ gì quá này không, mẹ bỏ đi bỏ đi. Vô vô không phải mấy anh ban nhạc có thấy là thấp so với cái giọng em không? Không nè, mấy anh ban nhạc ở đây là mấy anh biết cái tông em không? bị thấp nè, cái tông em nè, em tự bắt đi rồi anh vô theo em. Phần làm con gái. Dạ, em xin đại diện cho nhỏ em xin lỗi tất cả quý vị khán giả. Nhỏ em làm điều sơ sót với quý vị. Lần đầu tiên cảm ơn quý vị đã dành thời gian dư thừa vừa rồi. Nhảy cũng đẹp luôn. Đúng rồi. Tại vì cái này trời ơi em làm còn được mà. Đâu Trang làm thử cho Trang. Trang làm liền Trang. Anh nhá. Em muốn bỏ giày ra không? Bỏ giày ra luôn hả? Thì bây giờ em nói được em phải làm được chứ Trang. Đèn gì đó. Âm nhạc vô. Âm nhạc vô. Khi nào mà Thu Trang, Trấn Thành với Trường Giang ngồi lại thì Trang với Thành mới nói em vậy đó Giang. Đúng rồi, giống như Trường Giang giờ cũng dĩ nhiên hài nói tiếng không hát ra. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Trang ơi Trang, Trang, đừng có nói ra, đừng có hát ra, tao biết mình hát dở nữa. Ủa cái đó thương hiệu em mà anh đâu cần phải nhắc lại đâu. Số 1 là có nhan sắc là em chịu rồi nè. Bây giờ là cái bạn số 2 là có tiền. Thu Ngân là liên quan đến tiền, em chịu luôn, hát hay. Cho các bạn này mới đánh cái giọng hát gì nhan sắc cái tài sản. Quan mang quá vậy anh. Ok. Dạ. Theo em thì em nghĩ là màu tóc tím rất đẹp. Và em về em cũng sẽ nhuộm tóc qua tím qua đội khác luôn. Ừ, dạ, sẽ đổi với chị là đúng ngay. Em không biết mọi người dùng thuyết âm mưu gì, nhưng mà em khẳng định bạn này hát rất hay. Vì sao? Bởi vì quá đẹp. Mà với Thu Trang, đẹp đẹp là được. Em thấy hát hay. Hát hay, lý do? Đẹp. Đẹp là được. Đẹp là được, đơn giản lắm. Đúng rồi. Đẹp là cỡ nào cũng được hết trơn. Hát giỏi. Chính xác. Đó. Đẹp Thu Trang, là được. Chi Dân, Võ Hạ Trâm vô một đội là hợp lý nhất. Đẹp là được. Đó. Mê cái đẹp. Khẩu hiệu nè. 2, 3 khẩu hiệu. Đẹp là được. Không lẽ các bạn nói là gì hát không hay.
Trang ơi, anh tin vô em đó. Trong cái vấn đề này em cũng có một cái sự sáng suốt của riêng mình, phải không Trang? Đương nhiên rồi anh. Nói đi em, anh chờ em. Em chờ Trúc Nhân. Thôi anh mời Trúc Nhân vậy. Nè, chị đang chờ em đó, Nhân đừng làm chị thất vọng. Thì hồi nãy em có nghe anh Giang nói là... Gì vậy? Ủa chưa hả? Mù quáng tới mức độ chưa đây kìa. Gì vậy chị Trang? Bình tĩnh đi. Có anh đây rồi, bình tĩnh đi. Nha, hãy trở về với thế giới loài người. Chị đồng ý với em bởi vì em đẹp. Hát rất là hay và nhiều khi cái tâm hồn nghệ sĩ của các bạn nó cũng dữ dội hơn những người bình thường nữa. Thì là em hay đúng không? Dạ, em theo Trúc Nhân. Anh em nghĩ á là cái bạn này á nhép tốt, hay, diễn giỏi và đẹp trai. Hát hay luôn. Hay luôn. Tại vì đối với em đẹp, đẹp là được. Vậy là cuối cùng là em quyết định là không hay hả? Không hay. Em theo Trúc Nhân không hay. Sao vậy? Đẹp là được. Luôn luôn là như vậy. Slogan cái quan niệm của Thu Trang trong tất cả mọi vấn đề đó, nó chỉ quy về một cái chữ đẹp thôi. Mù quá. Vậy cái chương trình này hại não người ta quá. Thiệt. Em nói thiệt đúng không á, em không bao giờ mà suy nghĩ sâu xa được như những người bạn của em. Em chỉ đơn giản đơn thuần giữ vững cái quan điểm có tiền là được. Hát hay thì anh cũng biết là em rất là giữ vững cái quan điểm của em, đẹp là được. Cho nên em nghĩ là hát hay đó. Với Thu Trang mọi cái đơn giản lắm, chỉ cần đẹp là được à. Không biết làm sao có thể đi tiếp được những vòng sau với một người bạn mà chỉ dựa vào nhan sắc mà phán đoán con người như vậy. Mơ hồ lắm, em không biết là hát hay hát dở nữa. Đoán cũng không biết đoán sao luôn nè. Rồi cảm ơn em. Giờ đoán mò đi em. Đoán đại hả? Ừ. Đúng rồi, đoán đại đi. Hát dở. Em theo Chí Thiện. Đẹp đúng không? Đẹp. Ừ. Đẹp là được. Vậy sao nãy không mời Thiện về nhà mình? Hồi nãy Thiện chọn anh đó rồi, mình phải có giá chứ. Rồi cuối cùng mình cũng thốt lên là theo Chí Thiện, cũng đu theo hàng xóm vậy thì giá của mình để đâu? Là mình ở đây mình theo hàng xóm chứ mình không thể để ở trong nhà mà hại nhau như Trấn Thành. Hiểu không? Tức là một mình cô ấy cô bắn hết tất cả mọi người đó. Anh Nghĩa ơi, bây giờ thì em quyết định em giữ lại cái quy luật của em, đẹp là được. Sao vậy em? Sao đúng từ đầu không? Em đã nói rồi, bạn này đẹp, soái ca, đẹp là được. Đẹp là được. Tại sao chọn loại người ta? Tại sao? Gương mặt của Thu Trang nè, dạ, anh rồi. Có cảm giác là hát hay đó. Đó, nếu như không nói thì anh nhìn gương mặt Thu Trang anh tưởng là diva không đó. Nhìn mặt Thu Trang mà anh nghĩ là diva làm bị mất chức năng nhận thức. Nếu Thu Trang không nói không lên tiếng. Không không anh, nè bây giờ nè mọi người nhìn em đi. Làm sao mà người ta biết được em hát hay hay không hay khi em chưa cất tiếng hát. Bây giờ anh? Em cầm micro em tạo một cái dáng diva. Thái độ đi, thái độ đi. Mặt này là mặt xàm nè. Cái mặt này á là mặt thiếu nợ nè. Nếu mà nhìn kỹ á thì mặt Thu Trang bạn kia hao hao luôn á. Bây giờ anh Nghĩa em cũng không biết là em có nên bỏ cái nguyên tắc của em đẹp là được không? Tại sao vì vậy? Nãy giờ Cao Thái Sơn làm thất vọng quá. Đẹp mà không được gì đâu. Cái nguyên tắc mà để cái micro ngay cái miệng hát hay em cũng đang tò mò không biết nó là sao. Ý! Vậy là từ nay về sau em biết cách hát hay rồi anh à. Để micro đây hả? Cứ để ngay micro ngay miệng là Trang hát ơi, hay Trang, rồi. Anh biết cách rồi. Vậy nè Trang, em cứ để cái micro ngang tầm miệng rồi em nhép giọng của Hương Tràm Trang. Bỏ đi, bà khỏi cần để ngang đây, bà nuốt cũng không hay đâu. Khẩu hình cỡ em thì em biết là bạn này hát hay đấy. Tại vì em hát cũng hay mà. Giận tin điều đó luôn. Tin chứ. Tới bây giờ giận tin điều đó luôn hả? Mình sống mình phải có niềm tin. Tiếng luật làm hư bạn rồi. Đừng nhắc tới chồng tôi ở đây. Ok. Ok. Cái khuôn mặt như vậy mà vẫn tin mình giống Phạm Hương mà. Đúng rồi. Ở đâu ra có cái chuyện mà không có dịp chắc mà hát hay vậy trời. Thì giống tôi nè Thành. Hả? Sai rồi. Có em nữa hả Trang? Hát dở cũng em mà giờ hát hay cũng em nữa làm sao? Không, em không phải là hát dở, em hát hay mà tại em không có nhịp thôi. Em không vô nhịp được, thử cho bắt nhịp em vô liền, giọng em hay bộ. Đây đây, Thu Trang hát câu này rất hợp nè. Em đi xa quá. Hát rồi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Cái nhạc trẻ mà hát qua, lái qua dân ca trữ tình. Em nói thật, từ xưa giờ là em cứ chạy theo người ta thôi. Sơn à, Sơn nên suy nghĩ lại suy nghĩ của mình nha. Tại vì theo như Trang nghĩ thì cô này hát hay đấy. Ghê. Nhưng mà cái nét diễn của bạn này này thì em nhìn thấy rất là giống một người. Đó là chị Trang. Cái mắt trợn lên.
Nãy em nói giống Trấn Thành, bất rồi ngờ. Bây giờ giống Thu Trang. Khuôn mặt giống Trấn Thành nhưng nét diễn là giống chị Trang. Mà chị Trang là một trong số những diễn viên ít ỏi mà hát chán. Ê, mình có chung đội giống vậy Hương Giang. Bây giờ tại sao? Là tại vì khuôn mặt giống Trấn Thành, diễn xuất giống Thu Trang. Thì một lát nữa bạn cất giọng lên sẽ giống giọng của Hương Giang. Nó sẽ chua như là me Thái. Linh cảm hay không thì không biết. Thì em cứ nghĩ bạn này hát hay đi, tại vì bạn ấy đẹp. Dạ theo em thì bạn này có thể hát hay. Tại sao? Và cũng có thể không hay. Thôi đi ngủ luôn đi. Nhưng mà giống như Bảo Anh nói thì mình cảm giác thôi Bảo Anh hả? Ừ thì em có cảm giác là có thể bạn này hát hay. Trang ơi, cái người ta đẹp đó người ta dẻo dễ thương lắm. Đúng không? Mình không được đẹp mình dẻo nhìn thấy ghê. Trang hôm nay rất là đẹp. Vũ ơi, thái độ gì với Vũ? Không gì. Thôi đừng chặt lại em. Không, chị đẹp lắm. Em xin lỗi, em không biết chị đẹp. Từ đây đến cuối chương trình còn vài chục phút lận Vũ.